Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Mình mời các bạn xem điệu múa Robam Chayam Khmer do đội Robam Chùa Sài Sim mới biểu diễn. Đây là nghệ thuật múa Robam truyền thống của đồng bào mình đấy các bạn. Mời các bạn cùng xem nhé. Chia Robam Chayam Krum Robam Chayam Waswa Simpmei Banok Sunday Nokanong Kamati Tangani Thank you.